Tập 26. Thế nào rồi? Tôi đã phát hiện thứ này ở trong máy tính của ba tôi. Thời gian là 3 ngày trước khi ông ấy xảy ra chuyện. Tôi đã tìm thấy nó trong thẻ nhớ máy ảnh. Thần Thiết Kiệt, còn cả hai file ghi âm thanh nữa. Ba tôi có thói quen ghi âm lại tất cả những tình tiết mà ông ấy cho rằng đáng nghi trong vụ án. Suy nghĩ này khá là ly kỳ, nhưng bà cô ấy có vẻ rất sợ, cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn đứng trước mặt tôi hét lên ba chữ Thần Thiết Kiệt sau lưng Phong Tiêu Thanh nữa. Phong Tiêu Thanh không có phản ứng gì, nhưng trong đoạn video sau đó tôi phát hiện khi Phong Tiêu Thanh nghe thấy ba chữ Thần Thiết Kiệt, tay của anh ta đã có phản ứng co lại thành nắm đấm. Điều này chứng minh Phong Tiêu Thanh và Thần Thiết Kiệt rất có thể là có liên quan với nhau. Sáng nay tôi đã tới phòng làm việc của Phong Tiêu Thanh, nhắc tới Thần Thiết Kiệt với anh ta. Anh ta nói mình không biết người kia, anh ta đang nói dối. Thể hình của Phong Tiêu Thanh và Thần Thiết Kiệt rất giống nhau, hơn nữa dung mạo cũng có vài phần tương đồng. Kha Quánh là người bị hại trong vụ án của Thần Thiết Kiệt, liệu cô ấy có nhận nhầm người không? Từ một góc độ khác mà nói, người bị hại thường sẽ có nhận thức vô cùng sâu sắc về kẻ đã hại mình. Sự sợ hãi của cô ấy là từ đâu mà ra? Nhất định là có nguyên nhân của nó. Cần tiếp tục điều tra. Được rồi, phần giải đáp hôm nay chỉ đến đây thôi. Nếu các em còn chỗ nào không hiểu, sau khi tan học có thể tới hỏi riêng cô. Tan học đi. Cô lôi tôi đi như vậy làm gì? Nói cho anh biết vừa nãy anh muốn làm gì. Tôi phải đi tìm cô Kha, hỏi xem là có chuyện gì. Cô ấy sẽ nói với anh sao? Cô ấy sẽ cho anh biết sao? Cô ấy nếu chịu nói với anh thì sau khi anh bị đánh, cô ấy sẽ giả vờ như không biết gì hết sao? Giờ anh đi hỏi cô ấy, cô ấy sẽ vẫn nói mình không biết gì hết. Rốt cuộc Phong Tiêu Thanh có phải Thần Thiết Kiệt hay không, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình điều tra thôi. Giờ anh đi hỏi cô Kha, nói dễ nghe một chút thì làm phí công vô ích, nó khó nghe là đánh rắn động cỏ đấy. Nhưng cô Kha là người tốt. Phải, cô ấy là người tốt, nhưng người tốt cũng có lúc bị người xấu khống chế mà trở thành trợ thủ. Cô căn bản không hề biết chuyện này thực chất đã xảy ra những chuyện gì. Hai cậu còn làm gì ở đây nữa? Sắp vào tiết rồi. Liên Liên, cô vẫn chưa về sao? Tôi về bây giờ đây. Được rồi, vậy tôi về trước nhé. Tạm biệt. Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh Thương, anh Thương, đi thôi. Giải quyết xong hết rồi. Xong hết cả rồi. Khí thế của anh Vũ lợi hại lắm. Giờ có anh em cả thôi. Đúng vậy. Các cậu đấy vẫn còn non lắm. Sư phụ à, thầy không sao chứ? Đừng gọi tôi là sư phụ. Tôi không dám nhận. Sư phụ, thầy đừng có nói như vậy mà. Chuyện này không thể trách ông. Anh Thương, anh Thương, anh Thương, tôi nghe các anh nói anh Kiệt gì đó. Tôi vào nghề hơi muộn, cũng chưa có cơ hội gặp anh Kiệt lần nào. Người này rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào? Cậu nói anh Kiệt sao?
Đúng vậy, là một nhân vật truyền kỳ trong giới đấy. Tôi nghe nói anh ta là một cô nhi, năm 13 tuổi đã bắt đầu lăn lộn giang hồ rồi. Người đó hả, lòng dạ tàn độc, âm hiểm xảo trá, thời đó nổi tiếng lắm luôn đấy. Dao nhọn, anh có còn nhớ không? Nhớ chứ, không phải dặn dừa đâu. Trước mặt của anh Kiệt ai nấy đều ngoan ngoãn như mèo con vậy. Lợi hại tới vậy sao? Tất nhiên là lợi hại rồi. Tôi biết phải nói các cậu như thế nào bây giờ đây. Cái này gọi là tự tìm cái chết đấy. Câu này mà để chú hai nghe thấy, cậu không cắt lưỡi các cậu xuống để nhắm rượu nữa sao? Cậu không mau lái xe qua đây đi. Đi, đi lái xe. Đi thôi. Anh Vũ à, cậu vẫn còn nhẹ tay quá đấy. Thì tôi vẫn đang cố gắng đây còn gì. Cứ từ từ thôi. Vẫn còn nhẹ lắm. Tối nay chúng ta đi ăn đêm đi. Hôm nay tôi mời, đừng ai trốn đấy. Được, tôi biết rồi. Anh gửi vào máy tính đi. Không sai. E là chính kha quánh của con đã tiết lộ cho cô ta đấy. Chị Khảng à, chuyện đó được, tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đang tuyển người hay sao? Có một cô gái tới đây ứng tuyển, trông thế nào? Có xinh không? Ngoại hình cũng khá, khá là xinh xắn. Vậy thì cứ giữ lại, có gì đâu phải gọi tôi qua xem. Không phải, cô gái này trước đây từng làm việc chỗ chúng ta. Nghe nói lần trước cô nghỉ việc vì đã đánh khách hàng sao? Là anh ta quấy rối tôi trước mà. Cô vẫn là sinh viên có phải không? Chắc là cô cũng biết, ở chỗ chúng ta những chuyện đó là không tránh được chứ. Đây là vấn đề tính cách thôi, không liên quan gì tới tức giận cả. Những chuyện trước không thể nhịn, sau này cũng sẽ không nhịn được đâu. Cô gái nhỏ, về nhà học hành cho đàng hoàng đi. Chỗ này không thích hợp với cô. Chị Khảng, anh Trương, anh cứ vui vẻ đi. Được, cảm ơn. Vậy tôi không làm phiền nữa nhé. Có chuyện gì anh cứ dặn dò bọn họ là được. Chị Khảng à, sao cô còn chưa đi? Chị Khảng à, cho tôi thêm một cơ hội đi. Tôi đảm bảo sẽ không đánh khách hàng nữa. Còn nhiều chỗ vừa làm vừa học lắm, đừng tới những chỗ này. Chị Khảng à, chị Khảng, tôi đang thiếu tiền lắm. Những người tới đây ai mà không thiếu tiền? Chị Khảng à, tôi không giống như bọn họ. Ba mẹ tôi mất hết rồi. Từ nhỏ tôi đã sống chung với bà nội.
Tuy là có học bổng hỗ trợ, nhưng mà bà nội tôi bị bệnh, cần tiền để chữa trị gấp. Tôi cũng biết như chị nói đó, những chỗ có thể vừa làm vừa học rất là nhiều. Nhưng mà ban ngày tôi phải đi học mà, chỉ có đến tối mới có thời gian thôi. Tôi cũng từng làm gia sư rồi, nhưng mà tôi thấy chỗ này an toàn hơn nhiều, ít nhất cũng đông người hơn. Chị Khảng, có chuyện gì mà loạn cả lên? Khi Tố Tố bưng rượu qua không cẩn thận bị đập vào cửa. Em gái của tôi à, sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ? Để tôi xem nào. May mà chỉ bị thương ngoài da thôi, mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Được rồi. Chị Khảng à, bây giờ tôi phải làm sao? Đang thiếu người như vậy, lại đi cả hai. Để tôi cho. Tôi có thể thay, tôi quen thuộc chuyên môn. Đúng là trời định. Vậy thì vất vả một chút, chăm sóc tốt khách hàng. Cảm ơn chị Khảng. Đi thôi, theo tôi lên đi. Anh à, có vấn đề à? Bên này, để bên này đi. Đặt xuống đi. Phong tiên sinh, xin mời uống rượu. Đi làm việc của cô đi. Ai vậy anh? Không ai hết. Số điện thoại này hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Phim được thuyết minh bởi Banco TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đáng tiếc, vàng vẫn để chúng chuyển đi rồi. Chuyện này anh không bị trừ điểm chứ? Tiểu Vũ, hôm nay tôi tới chính là muốn nói với cậu chuyện này. Do có tình báo của cậu, chúng tôi kịp thời bố trí giám sát lô vàng đó, đã toàn bộ bị chúng tôi chặn lại rồi. Thật sao? Tiểu Vũ, cậu lập công lớn rồi. Tôi đã xin với cấp trên tiến hành khen thưởng cậu. Tiến hành khen thưởng tôi à? Đây không cần. Anh nói có tiền thưởng là tốt rồi. Có chứ. Anh xem, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà. Ở chỗ tôi, vinh dự cao hơn tất cả. Nói chứ, bây giờ tôi sống vẫn tệ. Bên trên có lão đại tín nhiệm, dưới có đám anh em giúp đỡ. Tôi đi tới đâu đều một tiếng anh Tiểu Vũ. Đây, anh có ánh mắt gì vậy? Chuyện của Kha Quánh, tôi đã đi điều tra một chút. Từ sau khi cô ta đính hôn với Phong Tiêu Thanh, cô ta đã vào tập đoàn Phong Thị làm trợ lý đặc biệt cho Phong Tiêu Thanh, luôn điều tra kế toán công ty. Bản thân Phong Tiêu Thanh là chủ tịch, sao anh ta phải tra bản thân? Năm
Đầu năm nay, nội bộ tập đoàn Phong Thị bởi vì vấn đề phương hướng phát triển nảy sinh mâu thuẫn lớn. Nói trắng ra, chính là mâu thuẫn giữa ba con Phong Dũng và Phong Tiêu Thanh. Lúc đó, Phong Dũng tìm mấy đại cổ đông liên hợp với nhau, suýt chút nữa đuổi Phong Tiêu Thanh ra khỏi Phong Thị. Chính vì chuyện này, vào tháng 3 năm nay, Phong Tiêu Thanh tới châu Âu. Hơn nửa năm anh ta không ở đây, luôn do CEO của công ty là Dương Trường Quân nắm quyền. Hiểu rồi. Ý chính là muốn điều tra Dương Trưởng Quân đó. Có lẽ là vậy. Trước mắt thấy Kha Quánh không chỉ là vị hôn thê của Phong Tiêu Thanh, còn là trợ thủ đắc lực của anh ta. Trước mắt chúng ta vẫn chưa rõ tại sao cô ta nảy sinh sự thay đổi lớn như vậy. Vì vậy nói Tiểu Vũ à, cậu nhất định phải cẩn thận. Lòng người khó đoán. Tôi biết rồi. Chỗ của cậu có tình hình gì mới không? Không có. Gần đây Phong tiên sinh bảo tôi nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều đi theo thương cáo già bọn họ tới câu lạc bộ chơi. Thời gian không sớm nữa, tôi rút đây. Đi đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Liên Liên, văn kiện cô cần. Cảm ơn. Phải rồi, anh biết Kiều Vũ đi đâu không? Kiều Vũ? Không biết, chắc xin nghỉ rồi. Tiếp theo còn cần điều tra gì? Tôi muốn xem một chút dự án phòng phát triển đang vận hành. Được. Tôi bảo Tiểu An lát nữa tới phòng phát triển lấy tất cả tài liệu dự án cho cô. Sau đó tôi đưa tới phòng làm việc cho cô. Tôi cảm thấy vẫn là xem với phòng làm việc của anh tốt hơn, sẽ không khiến người khác chú ý. Tôi có thể xem với khu nghỉ ngơi của anh, sẽ không ảnh hưởng anh làm việc. Được. Không vấn đề. Thầy à, thầy mở cửa một lát đi. Em là Liên Liên. Chỗ này không có thầy của cô. Đừng gõ nữa, mau đi đi. Là em đây. Liên Liên. Tôi mặc kệ cô là ai. Đi mau đi. Thầy làm sao vậy? Bảo cô đi mau. Không hiểu tiếng người à. Thầy à, vậy thầy biết Kiều Vũ ở đâu không? Em đã hai ngày không liên lạc được với anh ấy rồi. Tôi không biết. Cút đi. Alo. Đấy. Đúng. Đấy. Là tôi. Sủa. Buổi chiều rảnh không?
Cùng nhau ăn cơm đi. Được. Lát nữa gặp. Chào cô, tôi muốn tìm Phong tiên sinh. Phong tiên sinh ở lầu 2. Cảm ơn. Phong tiên sinh, cô Liên tới rồi. Ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, không cần phiền như vậy. Có gì cứ nói thẳng đi. Được. Gần đây có một phóng viên đưa cho tôi một thông cáo báo chí. Cô là chuyên gia trong ngành, giúp tôi giám định một chút, số cuộc là thật hay giả. Mời ngồi. Thông cáo báo chí này các người lấy từ đâu ra? Là một phóng viên cho đấy. Không thể nào. Kiều Vũ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mấy người làm gì anh ấy rồi? Có phải là anh đã làm chuyện dơ bẩn gì với anh ấy không? Mấy người đã ép anh ấy làm gì? Đây tuyệt đối không phải là thật. Đây là nhà của thầy Hinh. Mấy người đã làm với anh ấy như với thầy Hinh rồi đúng không? Ép buộc hay không? Cô tự mình gọi điện thoại hỏi xem. Không phải là rõ rồi sao? Tôi căn bản không thể gọi cho anh ấy. Không gọi được à? Alo, Kiều Vũ. Số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Vẫn chưa hiểu sao? Hiểu rồi. Mấy người lại đi uy hiếp Kiều Vũ. Vậy hôm nay là ý gì? Anh muốn giải quyết tôi luôn đúng không? Vậy tôi muốn nghe xem tiếp theo anh định đối phó tôi như thế nào. Dùng lại chiêu cũ, thú vị không? Xưa nay uy hiếp phóng viên không phải thái độ giải quyết vấn đề, nhưng cản trở một tin tức giả tạo là nên làm. Anh nói tôi viết bài giả, lẽ nào không phải sao? Giống như đây chính là một thứ chấp giá từ khắp các nguồn. Đây là sự thật tôi điều tra ra. Sự thật? Thực sự đều do tự cô điều tra ra sao?
Mời vào. Chị Kha, hôm nay vẫn tăng ca sao? Đã muộn như vậy rồi à? Chủ tịch các cậu có nói lúc nào về không? Không nói. Vậy tôi không đợi anh ấy nữa. Được, vậy tôi xếp xe đưa chị về. Được, cảm ơn. Lần trước các cô vào kho vật liệu như thế nào? Suốt cuộc anh muốn làm gì? Không phải cô muốn tìm ra chân tướng hay sao? Tôi đi cùng với cô. Nói đi, lần trước các người vào đó kiểu gì? Trèo tường. Cô muốn vào trước hay để tôi? Anh là chủ tịch, đây là xưởng của nhà anh. Sao anh lại phải vào bằng cách này? Vậy tôi không thể đưa một phóng viên vào rồi. Suốt cuộc cô có vào không? Không khéo cũng chỉ là lừa tôi. Nhà kho thực sự chẳng có gì. Đợi một chút. Lần trước còn có mấy con chó. Đây là nhà kho trống mà cô nói à? Lần trước đến đây tôi không nhìn rõ. Lúc ấy tôi cũng chưa đi vào. Người đi vào là Kiều Vũ. Được rồi, thử vào đó xem. Đợi đã, đây. Làm sao vậy? Hình như có người. Có đem theo chó không? Anh đừng có đứng cao như vậy. Chắc là đi hết rồi. Dọa chết tôi rồi. Đi, tôi đưa cô vào trong. Không cần đâu. Tôi tự vào được. Cô chắc chưa? Tối nay rảnh không? Đi ăn với tôi đi.
Giới thiệu một chút, đây là giám đốc công nghệ của hạng mục xe áo tên công ty chúng tôi, David. Còn vị này là phóng viên Liên. Chào anh. Chào cô. Hai người nói chuyện đi. Không sao cả, anh ở đây càng tốt. Ngài David, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Xin hỏi hai vị muốn dùng gì không? Không cần đâu, cảm ơn. Vâng. David, thật ngại quá, tôi có thể xem hộ chiếu của anh một chút không? Cảm ơn. Hộ chiếu này với cái tôi ngày trước xem không giống nhau. Cô gái, tôi chỉ có một quyển hộ chiếu này thôi. Tấm ảnh ngày trước là ai gửi cho cô? Không tiện nói ra đúng không? Không phải là không tiện, mà bản thân tôi cũng chưa nắm rõ. Trước kia có một lá thư nặc danh. Đây là giả mạo, đây là vu cáo, đây là trái pháp luật. Tôi nhất định phải báo cảnh sát. Anh David bình tĩnh đi đã, không được báo cảnh sát. David bỏ điện thoại xuống. Được rồi, ngồi xuống bình tĩnh đã. Nếu như vẫn muốn báo cảnh sát sẽ làm khuấy động giới truyền thông. Tin tức sẽ nhanh chóng tràn lan xuất hiện trên mạng, biến thành một loạt tin đồn nhảm. Đối với Phong Thị, đối với hạng mục xe áo tân không có lợi ích gì. Phóng viên Liên, cô làm bên giới truyền thông, tôi nói không sai chứ? Có biết vì sao? Tôi rõ ràng biết bài báo là giả. Mà tôi vẫn chi tiền hay không? Một cái đạo lý, làm người điều hành của một xí nghiệp lớn, chúng tôi không dễ mà chọc vào đâu. Được rồi. Phong tiên sinh, vừa rồi tôi diễn không tệ chứ? Quá tốt luôn ấy. Alo, cô Kha, có chuyện gì sao? Nói cho Phong Kiều Thanh nghe điện thoại của tôi. Phong tiên sinh không ở cùng với tôi. Alo. Alo. Anh Vũ, anh làm gì vậy? Nào nào, uống rượu đi. Cô tìm ai? Xin lỗi, hình như tôi đưa nhầm phòng rồi.
Đi đi, ra ngoài uống rượu, uống rượu nào. Alo cô Kha, có chuyện gì không? Tiểu An à, xin lỗi nhé, muộn như vậy rồi còn làm phiền anh. Tôi muốn hỏi một chút, chủ tịch các anh tối nay dùng bữa với ai vậy? Sao vậy cô Kha, chủ tịch vẫn chưa trở về sao? Không có, anh ấy về uống say rồi. Không biết ví tiền dứt đâu rồi. Tôi muốn tìm hộ anh ấy. Chị nói tôi đặt chỗ chứ không nói ăn cơm với ai. Anh ấy đặt ở đâu? Khách sạn Tâm Duyệt trên đường Hoa Dương. Ví tiền của chủ tịch mất rồi sao? Vậy tôi qua đó tìm ngay. Không cần đâu, để tôi gọi điện hỏi bên đó là được. Anh không cần lo. À phải rồi, ngày mai anh gặp anh ấy đừng nói chuyện này. Chắc chắn anh ấy sẽ tức giận. Vừa nãy tôi nói anh ấy say rồi, không vừa ý lắm đâu. Tiêu Thanh, anh nằm im đi, để em đi rót nước cho. Không nói với cậu nữa, Tiểu An. Vâng. Ở đây sao? Liên Liên, tôi biết cô và Kha Quánh là bạn bè, bởi vì tôi xen vào chuyện tình cảm với cô ấy và Dương Vũ Trạch. Cô có thành kiến với tôi, nhưng mà tôi không hy vọng vì cô có thành kiến với tôi trở thành có thành kiến với Phong Thị, có định kiến với xe năng lượng áo tân. Kha không hy vọng cô sẽ mang định kiến này viết thành một bài báo. Anh hiểu lầm rồi. Vậy sao? Vậy là không có thành kiến hay là không có định kiến? Không có định kiến. Vậy thì được. Nói cho cô biết vài điều này. Chuyện gì cũng phải tự chính mắt mình nhìn thấy mới phán xét được. Dù cho có là người thân thiết thì cũng không nên dễ dàng tín nhiệm. Cảm ơn lời khuyên của anh. Sao vậy? Vừa nãy không phải anh nói từ mắt nhìn mới có thể phán xét hay sao? Xưởng hóa chất Dũng Châu Tân Thành là đích thân tôi đi điều tra. Anh định giải thích thế nào? Xưởng hóa chất. Đúng vậy. Mấy người buộc xưởng hóa chất ban đầu phải đóng cửa, biến đất công nghiệp thành đất thương mại, phát triển bất động sản để kiếm lợi nhuận khủng. Gió to như vậy có muốn lên xe rồi nói tiếp không? Không cần đâu, tôi chỉ muốn nghe anh giải thích. Hạng mục này tôi không phụ trách. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Anh là chủ tịch của tập đoàn Phong Thị, rõ ràng hay không đều là trách nhiệm của anh. Tôi không hề trốn tránh trách nhiệm. Như vậy đi, nếu như cô có thời gian, lúc nào cũng có thể đến công ty chúng tôi để điều tra. Dữ liệu của từng hạng mục đều cho cô xem hết. Như vậy có thể điều tra rõ ràng hạng mục này rốt cuộc có vi phạm pháp luật hay không. Cô thấy như vậy được không? Được. Vậy thì quyết định như vậy nhé. Phong tiên sinh, mau về đi, đừng để bị cảm. A Thành, giám đốc, vị tiểu thư này nói tối nay vừa ở chỗ chúng ta dùng bữa. Lúc trở về ví tiền có khả năng bị rơi ở sảnh, muốn xem lại camera sảnh. Dạ được, lúc mấy giờ? Chắc khoảng tầm 6:30. Lúc đó cô ấy không để ý lắm, nhưng lúc thanh toán là 6:30. Cứ xem khoảng thời gian đó đi. Dạ được, 6 giờ. Được rồi, cô xem thử đi. Nhìn đi. Được. Sao mà không thấy cô đi ra? Làm gì vậy không biết?
Sao về rồi anh không bật đèn, dọa tôi một phen? Vừa đi làm gì?